ok với tôi nha mọi người ơi. Thì hôm nay tôi sẽ review cho mọi người xem, đó chính là ấy ạ, một cái cây cà lê. Một cây cà lê như thế này đây. Ủa à, đúng cà lê, cà lê tôi thấy nó bây giờ không xài nữa, thế là bị như nó bị xét sao. Đây mọi người, đúng rồi, rồi ok mọi người, để tôi xíu nha mọi người. Vô đi con, cái nó không vô mọi người. Đây mọi người. Được, ok. Đây, thì cờ lê như thế này á, là tôi thấy là dạng kiểu như là gẫm con ốc vừa dừa ra 3S là 7X là 100 cái gì, 100 xăng hả? Hay là sao mọi người? Để mọi người đợi tôi một tiếng nha, để tôi gom mấy cái này lại cái. Ok. Nếu anh thích thì em chiều, nếu anh liều thì em cũng chơi nữa. Đủ thì những cái đầu chết, tôi chế được cái bài đó hay kìa. Nếu anh thích thì em chiều, còn nếu em thích thì anh chiều, còn nếu em liều thì anh cũng chơi. Nhưng mà em ơi, anh sợ mưa rơi, còn sợ mẹ đánh lần thứ hai. Nếu em thích thì anh chiều, nếu em liều anh cũng chơi. Nhưng mà em ơi, anh sợ mưa rơi, vì mưa rơi anh sẽ ướt người, vì mưa rơi anh sẽ khóc. Nè, vô nè, tiếp tục nè, cái nè, cái gì vậy? Cái gì mà nếu em thích thì anh chiều, nếu em liều thì anh cũng chơi. Nhưng mà nếu em thích thì anh chiều, nếu em chiều cái gì vậy? Mất tiêu mọi người. Nếu em thích thì anh chiều, còn nếu em liều thì anh cũng chơi. Nhưng mà em ơi, anh sợ mưa rơi và cái gì mày dám chơi thì không sợ mưa rơi, mà mưa rơi nhiều quá thì chơi đi về. Em ơi, em có yêu anh không? Em không. Để tôi suy nghĩ nha. Tôi là sau này là tôi làm ca sĩ mà, mấy cái bài này đơn giản. Mấy bài này đơn giản tôi mọi người. Mấy bài này gọi là quá đơn giản. Rider. Ôi da, quá đơn giản với tôi mọi người. Nếu em thôi kìa. Nếu em thích thì anh chiều, còn nếu em liều thì anh cũng chơi. Nhưng mà em ơi, anh sợ mưa rơi, mà gian chơi không sợ mưa rơi. Anh là ok em ơi. Mình chơi đồ bắt thức thì mấy giờ? Tôi thích quay lúc 7:30. Quay lúc 7:30 sáng. Ủa đâu kìa? 6:00 đúng là tôi đã thức. 6:00 tôi đã thức. Tôi quay lúc 7:00 không? Là tôi quay 6:00 tôi thức, xong rồi tôi không biết. Tôi kiểu cứ nhắm mắt này. Tôi đi tới đi lùi đi xuôi đi ngược nha mọi người. Cái điện thoại cái tới cái lấy điện thoại ra coi. Là tôi vẫn ngồi trong nhà vệ sinh nha. Tôi ngồi chống, tôi ngồi tôi mò. Bắt đầu tôi ngồi mò hồi, cái bắt đầu tới 6:30. 6:30 cái tôi bắt đầu tôi xúc miệng. Xúc miệng xong rồi tôi rửa mặt. Rồi tới 6:40 rồi bây giờ tôi tính quay luôn rồi đó, tính quay khúc báo luôn rồi đó. Nên cái bắt đầu đói bụng. Dở coi có gì ngon ngon không, ngon rồi một xíu mình ăn. Ở vậy gì có gì mấy món gì mà mình ngán rồi á thì một xíu mình ăn đó, còn mấy món mà mình không có ngán á thì một hồi mình ăn sau. Ở gì mấy món mà ngon thì mình ăn liền, còn mấy món mà ngán thì mình ăn sau, kiểu vậy mọi người, kiểu là như vậy á, kiểu như vậy á. Em ơi bình yên là kiểu là mình cho cuộc sống thì tôi gỡ ra thì có ốc heo,
hấp với trứng. Ốc heo ốc ở lộn gì ốc heo hấp với trứng nên là tôi kìm lòng không nổi. Tôi đã ăn em ấy trong vòng nửa tiếng mọi người ơi. Tôi vừa ăn tôi vừa xem Doraemon, Nobita, Sokka, Dogemi, Chai, Enseko, Masako thì vào. Ô mấy em Masako thì mấy chị em thì vào. Masako thì nghèo, còn Nobita nó ăn hiếp bạn bè. Nobita thầm yêu Sokka, hãy hoa hồng tặng cho trái em. Không được ta. Nobita tầm yếu Sokka thải hoa hồng tầm cho trái em. Mấy chị em thì gọt, mấy Nobita thì buộc của người. Người ta đây có con với chàng. Nhưng không sao vì đây chỉ là một câu chuyện thật là không có ở ngoài đời như thế. Ở ngoài đời như thế là một câu chuyện không có đâu em ơi. Em ơi đừng đi quá xa, đừng đi đâu hết nghe em ơi. Đừng đi, ở lại xem những bộ phim như thế này. Ôi được nhắm, chán quá mọi người ạ. Chán quá. Tôi chán quá. Tôi mệt mỏi quá. Tôi chán quá. Từ từ mọi người để tôi xíu. Ủa? Ồ đúng rồi. Nói chung là nay là tôi không biết nói gì chưa mọi người ơi, không biết cái chị mọi người nghe chị biết hát vậy không? Chikamikami la rao mà lao mới lao mới lao nó chikamikami karao gì karao lao nào. Thì nói chung là lấy tới đây cũng khá là dài. Thì giờ các bạn nào yêu biết tôi hãy cho tôi một ta nếu mà lúc theo dõi thì có thể theo dõi những video tiếp theo của tôi nha mọi người. Đó. Còn bây giờ thì bye bye mọi người nha. Tôi ngủ quá. Bye bye.